Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 116 của truyện Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Chương 526: Luyện hóa linh bảo. Dương Phàm bay vòng về Thiết Hỏa Sơn, phát hiện ra nơi này đã là một mảnh hỗn độn. Trải qua một phen đại chiến, Thiết Hỏa Sơn cũng đã có một số thương vong, đa phần là những tu sĩ bậc thấp chết do dư ba của cuộc chiến vừa rồi. Thấy Dương Phàm bình an trở về, đám người Phượng Hy liền thở phào ra một hơi. Theo sau, mấy người tập hợp lại một căn phòng tại Thiết Hỏa Sơn để thương nghị. Ta lại không nghĩ tới, chiến trường Triệu Quốc xa xôi, Man Di cửu tộc của Tây Nhạc cũng là không có thể phái ra một vị thiên sư can thiệp vào chuyện này. Vì đạo sĩ mặc lam bào của Tham Thanh Môn kia cảm thán. May mắn, thông linh pháp bảo mà chúng ta luyện chế ra lại không bị cướp. Trầm nghe không bằng một thấy. Thực lực của Dương Đạo Hiếu quả nhiên là không tầm thường. Không ngờ có thể đánh cho tên thiên sư kia chạy trối chết. Phượng Hy lại tán thưởng, mỹ mạo quý phái có phần vui mừng. Hai tên nguyên anh bậc cao còn lại cũng liên tiếp gật đầu. Đúng là rất tán thưởng. Một vị thiên sư sao? Chỉ sợ là không phải chỉ có một đâu. Ánh mắt của Dương Phàm lóe lên không ngừng. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ lại còn có cả cường giả đồng cấp khác lèn vào trong Ngư Dương Quốc sao? Lão già mặc huyết bào khó tìm nói. Lúc trước, tên thiên sư kia dễ dàng thất thủ ở trong tay của ta như vậy. Hơn phân nửa là cố ý giả vờ trọng thương. Rõ ràng là muốn dẫn ta tới một nơi nào đó. Cũng may, trên đường ta đã quyết từ bỏ. Trên mặt của Dương Phàm lộ ra biểu tình trầm tư. Vậy chẳng lẽ Man Di cựu tộc này là âm mưu ám sát Dương Dược Sư sao? Phượng Hy phản ứng rất nhanh, lập tức đưa ra suy đoán. Đúng là có một khả năng này. Lão già huyết bào và làm đạo sĩ nghe như vậy thì sắc mặt đồng thời biến đổi, hít sâu một hơi lãnh khí. Suy luận này quả nhiên rất là có khả năng. Bởi vì bây giờ, người duy nhất có thể xoay chuyển thế cục của 13 nước quốc gia chính là Dương Phàm. Bọn họ tới đây để mà mời Dương Phàm xuất quan với mưu trí của Hắc Phong Ma Hoàng thì không thể nào không nghĩ ra cách ngăn cản. Nhưng phương pháp hiệu quả nhất đó chính là tính toán giết chết được Dương Phàm, nhân tố không ổn định nhất này. Chỉ cần Dương Phàm chết đi, chắc chắn là Bắc Tần sẽ đi vào trong mạt lộ. Nghĩ tới đây, đám người Phượng Hy cũng cảm thấy vã mồ hôi lạnh. May mắn mà Dương Đạo Hiếu cờ trí, không để cho bọn họ đạt được mục đích. Làm đạo sĩ thở dài. Muốn tính toán diệt chết ta, thì chỉ là 2-3 vị nguyên anh đại tu sĩ bình thường, sợ là rất khó. Ta lại hoài nghi việc này chính là do Hắc Phong Ma Hoàng một tay dựng lên. Thậm chí, chính tay hắn tham dự vào. Dương Phàm từ trong trầm tư khôi phục lại, ánh mắt sáng lên, dường như đã nắm rõ mọi điều. Cái tên Hắc Phong Ma Hoàng này quả nhiên là đáng sợ. Hắn chẳng những là nắm chiếm chiến trường của Triệu Quốc trong tay, mà ngay cả Ngư Dương Quốc cách xa cả 10 vạn dặm, hắn là cũng có năng lực can dự. Mấy người Phượng Hy lại càng cảm thấy kiêng kỵ nhân vật Hắc Phong Ma Hoàng này. Hắn chính là giống như một cơn ác mộng, khiến cho toàn bộ 13 nước Bắc Tần đều lâm vào trong đại nạn, thậm chí lâm vào trong nguy cơ trước nay chưa từng có. Dương Đạo Hiếu à, không bằng ngươi hãy sớm một chút theo chúng ta đi chiến trường Triệu Quốc, tránh cho đêm dài lắm mộng. Làm đạo sĩ đề nghị. Phải chờ Dương Mũi luyện hóa xong Ma Hoàng kiếm này đã, rồi hắn nói. Dương Phàm khẽ siết chặt lòng bàn tay, chỉ thấy một thanh pháp bảo như kiếm, như mâu hiện ra trong tay của hắn. Mũi kiếm này giống như một mũi mâu, nơi chắn tay lại có răng nhọn, chuôi kiếm được tạo ra từ thanh lòng giác có màu vàng. Trong tiếng chiến binh ông ông, chuôi của pháp bảo này vừa được rèn thành, phóng xuất ra một cỗ khí tức khiến cho người ta hồi hộp. Mấy đại nguyên anh nơi này đều biến sắc, vô cùng kiêng kỵ. Đối với thanh kiếm này, bọn họ lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ rằng nó không thể nào chịu được sự khống chế, sẽ khiến cho bọn họ bị ngộ thương. Các ngươi không cần phải sợ hãi, hiện giờ nó đã hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Dương Phàm cười. Loại thuộc tính thông linh này cũng không phải là điều mà pháp bảo cổ bình thường có thể có được. Lại thêm một tháng qua, huyết cấm luyện ngục thơ đã bị Dương Phàm cùng với Thạch Thiên Hàn cơ bản luyện hóa ra. Nhưng mà nếu muốn hoàn toàn luyện hóa nó thì lại vô cùng khó khăn, trừ phi là cảnh giới của người đạt tới thần thức có thể tiến thêm một tầng cao. Khó trách, thông linh pháp bảo cũng giống như là cường giả hóa thần kỳ vạn năm khó gặp tại Bắc Tần. Xem ra chỉ là chân khí đạt tới hóa hình kỳ mới có thể hoàn toàn khống chế được thông linh pháp bảo. Trong Tiên Hồng không gian, Dương Phàm cầm khô lâu huyết thư ở trên tay, lại không khỏi muốn thử nghiệm năng lực chân chính thứ này một thứ. Toàn lực vận chuyển pháp lực rót vào trong khô lâu huyết thư,
bởi vì không phải là tu sĩ ma đạo, vậy cho nên khi Dương Phàm rót pháp lực vào, hắn lại cảm nhận được một cỗ lực cản. Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của pháp lực, khô lâu huyết thư trung quy đã khởi động. Một cỗ máu thần anh, trầm trầm, tuyệt lãnh, lập tức tràn vào trong phạm vi vài dặm. Mở tờ thứ nhất của khô lâu huyết thư, từ bên trong trào ra một đám hồng lưu như máu, thoáng chốc đã bao phủ phạm vi 4-5 dặm. Cũng may, đây chính là ở trong tiên hồng không gian, cho nên cũng là không vô cùng kinh thế hái tục quá. Huyết lãng kia còn có thể tràn ra hoặc là co rút, cũng có thể hình thành một lao tù màu máu để mà giam người. Tóm lại, nếu như Dương Phàm rót ý thức vào bên trong huyết thư, thì có thể khống chế hoàn toàn huyết lãng. Trong quá trình này, hắn phải kiệt lực vận chuyển tâm thần, khó có thể phân tâm được. Với cường độ tập trung như vậy, tâm thần tiêu hao rất mau chóng. Rất nhanh, Dương Phàm rót pháp lực vào, mở ra trang huyết thư thứ hai. Thoáng chốc, không gian phía trên màu máu, huyết vân quay cuồng, vô số lệ quỷ màu máu phiêu lãng, giờ nành múa vuốt. Dương Phàm vẫn có thể hạ đạt tới các mệnh lệnh cho bọn chúng, công kích bất ngờ từ người nào ở trong không gian màu máu này. Theo sau hắn, lại mở ra trang thứ ba của huyết thư. Huyết lãng phía dưới không gian màu máu này cuồn cuộn dâng lên, xuất hiện vô số những bộ xương khô, đa số có thực lực từ trúc cơ kỳ tới kim đan kỳ. Sự lợi hại của đám xương khô màu máu, Dương Phàm đã từng chứng kiến qua ở trong huyết cấm luyện ngục, chúng nó gần như có năng lực phục sinh. Trừ khi khiến cho bọn chúng hoàn toàn tan nát hoặc là tan biến vào trong hư vô. Trong số đám người xương khô này có ba con rất đặc biệt. Trong đó có hai bộ xương khô cao tới 2 trượng, cầm huyết kiếm trong tay, khí thế kinh người, trong mắt lóe ra hai đốm lửa màu trắng nhờ nhờ. Đây chính là một bộ xương khô cấp nguyên anh, công kích của nó vô cùng cường đại, Dương Phàm đã từng hối lỗi. Càng khiến cho Dương Phàm ngạc nhiên và vui mừng là có một bộ xương khô màu máu cao tới 3 trượng, hốc mắt lóe lên hai đạo tử hóa, tay cầm một thanh liêm đao màu đen, khí tức ở trên người còn đáng sợ hơn hai bộ xương kia nữa. Bộ xương khô này thậm chí khiến cho Dương Phàm cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Bộ xương khô này có thực lực không thể ngờ, nó đã tương đương với nguyên anh đại tu sĩ. Dương Phàm kiềm chế sự vui mừng như điên ở trong lòng, nếu như muốn tiến thêm một bước, mở ra trang thứ tư, vậy thì mới phát hiện ra, cho dù hắn rót bao nhiêu pháp lực vào cũng không hề có phản ứng. Xem ra trang thứ tư này, với tu luyện hiện tại của ta, vậy thì chỉ sợ rằng không thể nào mở ra được. Dương Phàm có một chút thất vọng, nhưng hắn vẫn chờ mong. Lúc này, mới mở ra 3 trang đầu tiên, Dương Phàm đã cảm thấy pháp lực tiêu hao rất nhanh rồi. Quan trọng nhất là khi thi triển ra thứ này, khó có thể phân thân để mà canh chừng chuyện khác. Đây là một gông cùm xiềng xích khi mà sử dụng thông linh pháp bảo. Cho dù là chân chính nguyên anh đại tu sĩ, cũng không thể nào làm tốt hơn được Dương Phàm. Dương Phàm đã thu hồi khô lâu huyết thư, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó trở lại không gian thật. Triển khai thần thức, Dương Phàm đã phát hiện ra ở trên thiết hỏa sơn xuất hiện thêm một cỗ khí tức quen thuộc. Lực lượng ở trên thân của người nọ giống như núi lửa cuồng bạo, khó có thể chống chế được. Hắn hiển nhiên khiến cho mọi người trên thiết hỏa sơn kinh hãi và đảm chiến. Hết chương. Chương 527, hội họp. Ngay khi mà Dương Phàm bế quan luyện hóa ra ma hoàng kiếm cùng với khô lâu huyết thư, trên thiết hỏa sơn cũng đã tới một vị khách không mời. Một thiếu niên tướng mạo xấu xí vô cùng, không kiêng nể gì xông vào thẳng trong thiết hỏa sơn, gần như lại không có người nào trị được. Ta tới tìm Dương Phàm. Hổ Phi hai tay khoanh trước ngực, làm ra vẻ ta đây lại nhìn ba vị bậc cao nguyên anh trước mặt. Ba vị bậc cao nguyên anh Phượng Hy, lão già huyết bào, làm bảo đại tu sĩ lại đưa mắt nhìn nhau. Thực lực của thiếu niên trước mắt biến thái tới mức làm cho bọn họ phải run lên, lại còn cố tình không hề thu liếm, khống chế lại khí tức, hành sự đúng là kỳ quái. Tu sĩ bản thổ trên thuyết Hoa Sơn đã sớm bị dọa không dám ra, lại mời ba vị cường giả nguyên anh này ra mặt. Vậy xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là tới từ phương nào? Ba người Phượng Hy hết sức kiêng kỵ thiếu niên cực kỳ xấu xí trước mắt, hoài nghi hắn có thể là một tu sĩ man gì. Bởi vì diện mạo của Hồ Phi rất xấu xí, khí tức ở trên người cũng đã phi thường cổ quái, vậy cho nên mới khiến cho bọn họ nảy sinh ra ý nghĩ sâu sắc như vậy. Hồ Phi, tới từ Tiên Thành. Hồ Phi đáp tới, trong giọng có một chút không kiên nhẫn. À, nguyên lai là Hồ Đạo Hiếu, đến từ Tiên Thành sao? Lão già huyết bào lại khẽ thở ra. Hai người còn lại cũng đã yên lòng, thậm chí cũng nghe nói qua danh hiệu của Hồ Phi. Nghe đồn, Hồ Phi là một nhân vật thực lực gần với Dương Phàm tại Ngư Dương Quốc. Thực lực của hắn dị thường cường đại, có rất nhiều nguyên anh cung cấp đều là hết sức e ngại hắn. Về phần Tiên Thành đã sớm trở thành tượng trưng của Ngư Dương Quốc, bọn họ tự nhiên là biết tới.
Các người rốt cuộc là có biết Dương Đáo Đại ở nơi nào hay không? Hổ Phi lại bĩu môi, lảo bào một tiếng, rất là có ý tứ một lời không hợp là sẽ vung tay chiến đấu. Thấy bộ dạng này của hắn, ba người Phượng Hy lại cảm thấy hết sức khó giải quyết. Lam Bảo ngược lại thở dài. Dương Đào Hiếu đang bế quan, luyện hóa linh bảo, giai đoạn này hiện tại chỉ sợ là không thể ra được. Vậy không bằng Hồ Đào Hiếu ở nơi này chờ sau vài tháng nữa, nếu như Dương Đào Hiếu xuất quan, khẳng định là sẽ đi gặp người. Phượng Hy lại khách khí. Điều này... Trong mắt của Hồ Phi là khẽ chuyển hừ lạnh một tiếng. Không được. Không được sao? Ba vị Nguyên Anh lại không khỏi cười khổ, vẫn còn chưa gặp được kẻ nào không có biết phải trái. Vậy dám hỏi Đào Hiếu, có gì chỉ bảo, vậy chẳng lẽ muốn dùng sức mạnh hay sao? Lão già huyết bảo có một chút tức giận. Ba người bọn họ đều là cường giả Nguyên Anh lâu đời của Bắc Tần, khi nào mà tới phiên một hậu bối khi dễ, lên trên đầu của mình. Nhưng nhìn khí tức ở trên người không chịu khống chế, rõ ràng là vừa mới thăng cấp không lâu. Thiết Hòa Sơn này có ba người bọn họ tọa chấn, còn không tới phiên của đối phương kiêu ngạo. Phải, ta chính là muốn dùng sức mạnh đó. Hồ Phi rất cục lộ ra cái đuôi hổ ly, so so tay hưng phấn. Vừa mới xuất quan, xương cốt của ta rất là ngứa ngáy, đang muốn tìm người thử tay nghề. Ba người cường giả Nguyên Anh vừa tức vừa buồn cười. Hẳn là đối phương khiêu khích chính là muốn đánh nhau rồi. Sớm nghe nói Hồ Phi là một kẻ chiến đấu cuồng dại, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là như vậy. Được rồi, nếu như Hồ Đạo Hiếu đã có hứng thú, như vậy thì để Lam Mỗ cùng với người vài chiêu. Lam Bảo đạo trưởng của Tam Thanh Môn đã mỉm cười. Ê, không được. Hồ Phi lắc đầu. Một mình ngươi thì quá yếu. Cái gì? Sắc mặt của Lam Bảo đạo sĩ lập tức có một chút khó coi. Nói như thế nào, hắn cũng là một cường giả Nguyên Anh lâu đời, bị một hậu bối mới tấn thức khinh bỉ như vậy, lửa giận trong lòng lập tức thiêu đốt. Vậy thì ngươi muốn như thế nào? Ba người các ngươi cùng nhau tiến tới. Hồ Phi lại ngẩng đầu, đưa một ngón tay ra ngoắc ngoắc, đặt ý, rào rạt. Ba người cường giả Nguyên Anh thiếu một chút nữa bị tức giận tới hôn mê luôn. Ngươi cứ thắng ta trước đã rồi tính. Lam Bảo đạo sĩ hạ quyết tâm nhất định là phải cho đối phương đẹp mặt mới được. Được. Hồ Phi về mặt miễn cưỡng. Cho ngươi một kiến thức, một chút sự lợi hại của Hồ Gia Gia. Tiểu nhi dã man thô bỉ, chúng ta qua bên kia đánh đi. Lam Bảo đạo sĩ cưỡng chế lửa giận ở trong lòng. Hai người bay tới, trên không của một hồ nước ngoài 20 dặm, phụ cận của Thiết Hỏa Sơn. Bắt đầu đi. Hồ Phi lên tiếng, rồi thân hình của hắn đã biến mất. Lam Bảo đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một nắm tay liền đánh tới. Hắn lập tức cả kinh, lồng tóc toàn thân dựng đứng, tránh thoát khỏi nắm tay ở trong đường tơ ké tóc. Vòng phòng ngự bảo hộ ở trên người cũng đã vừa mới ngừng kết, đều đã bị điện hồ ma sát, qua lại đánh tan. Ở trên bầu trời, chỉ thấy bóng người lay động, hai người đấu với nhau, cuốn vào cùng một chỗ. Sau vài hiệp, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền tới, thân thể của Lam Bảo đạo sĩ cháy đen rơi vào trong hồ. Phượng Hy cùng với Huyết Bảo đạo sĩ chấn động, hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi. Để cho ta tới, vừa rồi Lam đạo sĩ đã sơ sót rồi. Lão già Huyết Bảo ánh mắt thoáng ngừng, lại xông lên, trước tiên vận chuyển pháp bảo phòng ngự, tế ra pháp bảo, phát động công kích. Hồ Phi lại hô hố cười, vẫn là không sử dụng pháp bảo, xông lên, đánh ép tới. Không được bao nhiêu lâu, lão già Huyết Bảo cũng rơi vào thế hạ phòng, bị đánh đập không một chút lực trả đòn. Không tới thời gian nửa chén trà nhỏ, lại thêm một tiếng kêu thảm truyền tới. Lão già Huyết Bảo bị Hồ Phi một quyền đánh bay, rơi thẳng vào trong hồ. Và kỳ quái chính là, vị trí mà hắn rơi vào trong hồ gần như cũng giống với Lam Bảo đạo sĩ. Lão già Huyết Bảo vừa mới rơi vào trong hồ, liền nhìn thấy Lam Bảo đạo sĩ thò đầu lên. Hai người liếc nhau, tức giận xung thiên. Cùng tiến lên. Hai người trao đổi với nhau một ánh mắt, liền xông lên. Một trước một sau phát động ra công kích mãnh liệt đối với Hồ Phi. Lại thêm nửa canh giờ, chỉ nghe tùm tùm hai tiếng, hai bóng người liền từ trên bầu trời rơi xuống. Quá yếu rồi, vẫn là ba người các ngươi cùng lên đi. Hồ Phi lại ngửa đầu cười lớn, đắc ý rào rạt. Phượng Đào Hiếu, người này quả thực là quá cản rỡ. Chúng ta phải cùng lên. Lão già Huyết Bảo đề nghị. Đôi mày thanh tú của Phượng Hy hơi nhíu, lại khẽ lắc đầu. Không đánh cũng phải đánh. Hồ Phi hóa thành một bóng mờ, đánh tới Phượng Hy. Tay ngọc của Phượng Hy khẽ điểm, một đạo sáng mờ mờ ba màu đẩy lùi hắn. Ấy, cũng có chút bản lĩnh nhỉ, công pháp của ngươi lại không giống với bọn họ. Hồ Phi lại càng hứng thú, không quản ngươi là nam hay nữ, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh là sẽ không một chút nào do dự đánh liền.
Lão già huyết bào cùng với Lam Bảo đạo sĩ nhìn nhau, lập tức gia nhập vào chiến đấu. Rất nhanh, ba bậc cao nguyên anh cùng với Hồ Phi chiến đấu cùng chung một chỗ. Thực lực Phượng Hy đúng là không tồi, liên hợp với hai người khác, vừa mới bắt đầu vẫn còn hình thành áp chế nhất định đối với Hồ Phi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hồ Phi vận dụng lực lượng càng ngày càng thuần thục, từng bước xoay chuyển thế cục. Và đáng sợ hơn chính là chiến đấu từ đầu tới cuối, Hồ Phi cũng là không từng sử dụng pháp bảo. Dùng lời nói của hắn, lực lượng nguyên thủy nhất đó mới là cường đại. Thông qua phương thức này, hắn nâng cao thực lực trong chiến đấu, tuy rằng mạo hiểm vạn phần nhưng mà hiệu quả lại tốt. Ba bậc cao nguyên anh càng đánh càng chấn kinh. Cùng ngày, bốn người đều đánh tới mệt mỏi, trở về để nghỉ ngơi. Sau đó ngày hôm sau Hồ Phi lại bắt đầu kêu gào, ba bậc cao nguyên anh lại không thể nào không chiến. Kết quả ngày thứ hai, Hồ Phi đánh ba người từng bước một, lấy được ưu thế, khiến cho ba người Phượng Hy khá vất vả. Vào ngày thứ ba, ba người Phượng Hy hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nửa tháng sau, ba người này bị đánh đập không hề có một lực nào chống đỡ. Rốt cuộc thì vào một ngày, Hồ Phi lại dùng bàn tay trần để đánh ba người vào trong hồ nước. Ê, đánh sảng khoái. Hồ Phi lại hoa chân múa tay nói. Ba bậc cao nguyên anh hai mắt nhìn nhau, lại giờ khóc giờ cười, lại càng có thể bất đắc dĩ. Người này lại không sử dụng một chút nào pháp bảo mà đã đánh chúng ta thành ra cái dạng như thế này. Nếu như Trần Chính sử dụng pháp bảo vậy thì... Lam Bảo đạo sĩ nghĩ mà sợ. Nếu như mà lão tử mà sử dụng pháp bảo, vậy thì các người đã sớm thành cái bánh thịt rồi. Lỗ tai của Hồ Phi lại hết sức tinh tường, nghe được ba người này đối thoại. Thực lực của các hạ mạnh như vậy, tại sao lại không đi chiến trường đánh tù sĩ man gì? Trong đôi mắt sáng của Phượng Hy trưởng lão lộ ra vài tia ý cười. Đánh tu sĩ man gì sao? Hạ chú ý không tồi đó. Hồ Phi lấy chiến ý giặt rào, hưng phấn không thôi. Ba cường giả nguyên anh nghe thấy như vậy, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có người này tham dự chiến đấu tuyệt đối là một ác mộng của tu sĩ man gì. Tuy nhiên, ta phải đi cùng với Dương lão đại mới được. Hồ Phi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại đặt thêm một câu. Dương lão đại? Ba bờ cao nguyên anh lại nao nao, rồi lại lập tức hiểu rõ. Hẳn là Hồ Phi này hoàn toàn coi Dương Phàm là cầm đầu, chỉ đâu đánh đó. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hồ Phi không sợ trời không sợ đất, cường hoành không phân phải trái, nhưng mà duy nhất Dương Phàm ở đây, trong lòng của hắn có uy tín rất lớn. Từ đó về sau, Hồ Phi cùng với ba vị cường giả nguyên anh quen thuộc, quan hệ đã dần dần không tồi. Duy nhất khiến cho ba nguyên anh đau đầu nhất chính là Hồ Phi này có cách một đoạn thời gian lại đều tìm tới bọn họ để thử tay nghề. Điều này đối với bọn họ mà nói, quả thực giống như trà tấn. Dương Phàm à, Dương Phàm, tại sao ngươi vẫn còn chưa xuất quan chứ? Trong lòng của ba vị nguyên anh lại thầm kêu khổ, thực sự là không có biện pháp gì đối phó với Hồ Phi, thầm mong Dương Phàm hãy xuất quan, từ đó thoát ra khỏi sự tra tấn như ác mộng. Rốt cuộc thì, ngay tại ngày hôm sau, một đạo thần thức đảo qua Thiết Hỏa Sơn. Ngươi rốt cuộc đã tới đây rồi. Tiếng cười khẽ của Dương Phàm vang lên ở Thiết Hỏa Sơn. Vừa dứt lời, thân hình lóe ra một tinh quang màu vàng nhạt. Dương Phàm từ dưới nền đất bắn ra. Từ lúc dung nhập vào nơi sâu trong đại địa, thần thức của tu sĩ khác rất khó mà phát hiện. Hơn nữa, khi mà thần thức gặp phải tầng đất nham thạch sẽ bị cản trở rất lớn. Tu sĩ nguyên anh bình thường, thần thức đại khái có thể giả quét phạm vi đến 80 đến 100 dặm. Nhưng mà nếu như giả quét không gian dưới đại địa, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài tới 4-5 dặm. Dương lão đại, người giữa cũng đã ra rồi. Ta chờ đợi người đã quá nhiều ngày rồi. Ba kẻ này thực sự là không có biết đánh nhau. Hồ Phi lập tức vội vã bay tới, có một chút hưng phấn. Ba vị nguyên anh theo sau lại bay tới nghe thấy lời nói này, lại không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Hẳn là Hồ Phi này thực sự đã coi ba người bọn họ thành bồi luyện rồi. Dương Phàm lại nhìn chăm chăm Hồ Phi, cười nói. Mấy tháng rồi không gặp, người hiện tại sau khi thôn phệ một cái nguyên anh, liền đã tấn thức tới nguyên anh trung kỳ rồi. Thực sự đúng là làm cho người ta hâm mộ người đó. Thôn phệ nguyên anh? Ba vị nguyên anh nghe thấy lời này, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó bộ dạng lại có một chút chết lặng. Từ ngày đầu tiên tới giờ, Hồ Phi ở trong mắt của bọn họ không khác gì quái thai. Trên thực tế, Hồ Phi có thể tấn thức tới nguyên anh trung kỳ cũng là bởi vì tu vi của bản thân của hắn đạt tới sơ kỳ đỉnh, tới gần cảnh giới trung kỳ. Còn nếu không, cho dù là hắn thôn phệ thêm vài cái nguyên anh nữa, cũng sẽ không có khả năng trong vòng mấy tháng ngắn ngủi tấn thức tới cảnh giới trung kỳ. Hồ Phi lại cười hắc hắc, xoa xoa hai tay, có một chút không kiềm chế được lại nói. Dương lão đại, chúng ta nhanh một chút đi đánh tu sĩ man gì đi. Được, lập tức khởi hành. Dương Phàm gật đầu, sau đó thần thức truyền âm nói lời từ biệt với mấy vị luyện khí đại sư Lăng Thiết cùng với mạnh pha của Thiết Hỏa Sơn.
toàn bộ 7 vị luyện khí đại sư của Thiết Hòa Sơn nhìn theo bọn họ rời đi, vẻ mặt đều hết sức phức tạp. Lăng Thiết lại nhìn theo 5 điểm đen biến mất phía xa, đôi mắt lại hơi ươn ướt, dường như lại gửi gắm một loại tâm tình khác, lẩm bẩm: "Sư tôn, kế tác của ngài hoàn thành năm xưa, dược đồ chúng tôi lại nối tiếp, đã tạo ra một kế tác truyền kỳ nhất trong lịch sử của Ngư Dương. Ngài ở trên đời có linh thiêng, liệu có nhìn thấy?" Hết chương. Chương 528, Cổ Lương Thành. Trong ngàn vạn năm qua, Triệu Quốc vẫn là một siêu cấp đại quốc ở trong 13 nước Bắc Tần. Nơi này đã từng có di tích cổ chiến trường, còn có một đại phái kiếm tu duy nhất, Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn, đã đóng quân tại Bắc Tần. 13 năm trước, nước Bắc Tần, địa vị Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn cao cả, lại bình thường không tham gia tranh bá cùng với tranh đấu của tu tiên giới. Đối với tranh đấu của Tam Thanh Môn cùng với Huyết Luyện Tông, Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn này ở thế lập. Trong dĩ vãng, Ngư Dương Quốc nho nhỏ chẳng qua là một nước phụ thuộc của Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn. Thẳng tới khi Dương Phàm cùng với Tam U Lão Ma cuột khởi mới phá vỡ được vận mệnh này. Nhưng mà không thể nào phủ nhận sự cường đại của Triệu Quốc và địa vị siêu nhiên của Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn. Mà ở trong vài chục năm gần đây, quốc thổ vài trăm vạn dặm của Triệu Quốc đã chịu khổ lửa chiến tranh, bị tu sĩ Man Di xâm lấn. Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn này đương nhiên không động thân đứng ra, liên hợp với Tam Thanh Môn, Huyết Luyện Tông, liên hợp lực lượng 13 nước cùng chống lại Man Di cựu tộc. Nhưng mà cho dù có như vậy cũng không thể nào ngăn chặn được bước chân của Tây Nhạc Man Di. Đặc biệt là sau khi Hắc Phong Ma Hoàng xuất quan, thế cục chiến đấu lại nghiêng về một bên. Vài năm gần đây, 90% quốc thổ của Triệu Quốc đã bị công chiếm, tất cả những công phái tù tiền đa số đã bị diệt, số thì bỏ chạy. Siêu cấp đại quốc non sông vài trăm dặm lại không ngờ lạc vào trong tiến bước đó. Có thể tưởng tượng, sau khi mà cái chắn Triệu Quốc này bị vượt qua, phần đông quốc gia khác làm sao mà còn yên ổn. Ngày hôm nay, ở một căn cứ địa cuối cùng của Triệu Quốc là Cổ Lương Thành, có thêm viện binh mới tới từ Ngư Dương Quốc. Dương Phạm lại nhìn tòa cổ thành lãnh động khí tức năm tháng tang thương, trong lòng lại sinh ra một loại tâm tình không hiểu. Cổ Lương Thành, theo truyền thuyết là tiên thành tàn phá, lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, phạm vi khoảng 400-500 dặm. Tiên thành ngày xưa đã trải qua cả chiến tranh cùng với tàn phá của mưa gió, mấy chục vạn năm qua, càng giống như là một vùng đất đổ nát thê lương. Nhưng mà giờ phút này, nó lại trở thành một căn cứ địa cuối cùng của Triệu Quốc, gánh vác sứ mạng trầm trọng. Theo Phượng Hy giới thiệu, trong Cổ Lương Thành này đã có hơn 50 vạn tu sĩ trấn thủ. Đây không chỉ là vẹn vẹn tu sĩ tinh anh còn sót lại của Triệu Quốc, càng nhiều là viện binh tới từ các nơi khác của 13 nước Bắc Tần. Dương Phạm khó có thể tưởng tượng được sau khi Cổ Lương Thành này bị công phá, Ngư Dương Quốc liền cùng với Triệu Quốc sẽ gặp phải vận mệnh ra sao. Chính là bởi vì sự tồn tại của tòa thành này ngăn cản đại bộ phận thế công của Man Di cửu tộc, vậy cho nên cũng khiến cho Ngư Dương Quốc tránh ra khỏi lửa của chiến tranh. Dương Phạm hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lăng lệ. Về tình hay về lý, hắn nhất định là sẽ tham gia trận chiến tranh này. Hơn nữa, nhất định là phải quét ngang Man Di, không chỉ là chặn đánh lùi bọn họ, mà lại càng phải đánh cho bọn họ phải sợ hãi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm chuyển biến sang những chiến trường cực Bắc, Nội Hải, Đại Tần để bước lên trên hành trình tìm kiếm thiên nhất hồn thủy. Khi mà Cổ Lương Thành trong tầm nhìn dần dần phóng to, Dương Phạm cũng đã cảm ứng được một cỗ khí sát phạt, tiếng kim loại va chạm. Triển khai thần thức, hắn liền nhìn tới một phương hướng của Cổ Lương Thành, có mấy vạn tù sĩ đang đại chiến trên trời cao. Đây chính là Man Di và Liên minh 13 nước, hai bên đều có hai gã bậc cao nguyên anh, mười mấy kim đan, ở bên ngoài Cổ Lương Thành triển khai ra đối kháng quy mô lớn. Đại chiến của mấy vạn tù sĩ, linh khí dao động đứng từ rất xa đều có thể cảm giác được rõ ràng, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Hào quang pháp bảo, pháp thuật chói mắt, từ xa nhìn lại giống như pháo hoa bay đầy trời, xinh đẹp như vậy. Nhưng mà thần thức của Dương Phạm rõ ràng đã thấy được một số thi thể máu chảy đầm đìa, nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng. Tàn khốc, huyết tình hỗn loạn. Nếu như thân ở trong chiến đấu, người mới có thể cảm nhận được sự bi tráng cùng với bất đắc. Nhưng mà từ xa nhìn lại, hắn vẫn là như trước, cảm thấy sự xinh đẹp như vậy hoặc là nói lên một vẻ đẹp thê lương. Man Di lại tiến công rồi, cũng may là không có đại tu sĩ xuất chiến. Nếu như không, khẳng định là toàn diện tiến công rồi. Phượng Hy lại khẽ thở dài. Dưới sự dẫn dắt của ba nguyên anh, Dương Phạm cùng với Hồ Phi đã tới gần Cổ Lương Thành. Còn không tới ở trong phạm vi 10 dặm, phía trước lại đột nhiên có một đội tu sĩ bay tới, ước chừng là đến 20 người. Dẫn đầu là một lão già áo vải, mặt đầy nếp nhăn, trọm râu hoa râm, không ngờ là một vị kim đan đại tu sĩ. Người nào? Kim đan đại tu sĩ kia thần thức đảo qua mọi người,
sắc mặt biến đổi. Mấy người tới đều là bậc cao nguyên anh, hơn nữa trong đó còn nhận ra được 3 người. Nhưng đó là yêu cầu chức trách, bọn họ vẫn phải từ trước bái tới hỏi. Bởi vì lúc trước đã xảy ra một chuyện tu sĩ Man Di dịch dung thành nhân viên cao tầng của Liên minh 13 nước, sau đó phát động ra chiến trận ở trong, đánh ra bên ngoài. Thì ra là Phượng trưởng lão. Hai vị này là... Ánh mắt của lão già áo vải, râu hoa râm lại lần đầu tiên đảo qua Dương Phàm và Hồ Phi, đặc biệt là cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người của Hồ Phi. Phượng Hy trưởng lão giới thiệu. Hai vị này là Dương Đạo Hiếu, Hồ Đạo Hiếu, tới từ Thiên Thành Ngư Dương Quốc. Bọn họ tới đây để viện trợ chúng ta chống lại Man Di. Ngư Dương Quốc. Trong mắt của lão già, hoa râm lại chợt hiện lên một tinh quang, có một chút kích động. Vậy xin hỏi, vị nào là Dương Phàm, Dương Tiền Bối? Hắn lại đánh giá Dương Phàm và Hồ Phi, ánh mắt rất nhanh đã dừng trên người của Dương Phàm. Dương Phàm mỉm cười. Vậy các hạ có gì chỉ bảo? Ngài lại chính là Dương Tiền Bối. Lão già hoa râm lại kích động vô cùng. Thanh âm lại có một chút run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong và hưng phấn. Ngài rốt cuộc đã chịu bế quan, xuất quan rồi sao? Lão già râu hoa râm này lại cơ hồ nước mắt ròng ròng, hai mắt đỏ bừng, trong mắt dường như đã thấy được vô hạn kỳ vọng. Dương Phàm lại có một chút kinh ngạc. Tiểu lão nhân là tu sĩ của 7 tông Tấn Quốc. Và 50 năm trước, ở La Sơn Quốc đã từng ra mắt Tiền Bối đại triển ra thần uy, cùng với Huyết Luyện lão tổ đánh cuộc. Sau đó, Tiền Đối Bối đế quan lại không có ra, chẳng có chút tin tức nào. Trên mặt của lão già râu hoa râm lộ ra một tươi tia nhớ lại cùng với hồi hộp. Thần là một nhân vật trong thời đại đó, hắn rất sâu đã hiểu được điểm đáng sợ của vị nam tử truyền kỳ trước mắt. Thân thể của lão già râu hoa râm lại hơi phát run ra, hai mắt ửng đỏ, thật sâu lại nhìn vào Dương Phàm. Bên ngoài đồn đại, ngài là một người duy nhất có thể cứu vãn đại cục của Bắc Tần bây giờ. Tiểu lão nhân cũng là rất tin tưởng điểm này. Và hiện tại, ngài đã rút quan rồi. Lão già râu hoa râm kích động không hiểu, hy vọng cùng với ý chí chiến đấu trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Hắn giống như đã thấy được một ánh sáng rạng đông trong bóng đêm. Nói lời cuối cùng, lão già râu hoa râm lại hướng về phía Dương Phàm, cúi người thật sâu. Đám người tu sĩ phía sau hắn, 20 mấy người đều là vẻ mặt kích động, đồng loạt hướng về phía Dương Phàm, cúi người thật sâu. Đạo hữu là nói quá rồi, Dương mỗ sẽ là cố hết sức. Ta lại không chỉ vì viện trợ Bắc Tần, cũng vì quê hương của ta mà xuất chiến. Dương Phàm vội vã nhấc tay, một cỗ lực lượng dịu dàng nâng bọn họ lên. Từ biệt lão già râu hoa râm, Phượng Hy lại lộ ra một vẻ mặt phức tạp, liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái, dẫn hắn tiến vào trong cổ lương thành. Mà đôi khi, tu sĩ tuần tra đứng phía sau, cùng với lão già râu hoa râm lại nhìn bóng lưng của Dương Phàm rời đi, lại cúi người thật sâu một cái nữa, trong mắt gửi gắm vô hạn hy vọng cùng với kinh ngưỡng. Chờ bóng 5 người Dương Phàm hoàn toàn biến mất, một gã tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ phía sau lại khó hiểu. Chữ Tiền Bối, tại sao ngươi lại tôn kính hắn như vậy? Chẳng lẽ hắn lại thực sự có thể thay đổi đại cục trận chiến vận mệnh này sao? Có thể chứ, nhất định là có thể. Chữ Tiền Bối lại hít sâu một hơi. Chỉ có thân ở trong thời đại đó, người mới có thể hiểu được sự đáng sợ của hắn. Trong lịch sử vạn năm của Bắc Tần, người chém chết nguyên anh đại tu sĩ, hưởng thụ vinh quang như vậy chỉ có đúng một mình hắn. 50 năm trước, hắn ít nhất là sánh vai cùng với tam đại tu sĩ, là một truyền kỳ đã bị quên lãng. Mà hiện giờ, hắn bế quan 50 năm, lại xuất quan, rất có thể đã trở thành một nhân vật mấu chốt xoay chuyển trận chiến tranh này. Nghe xong Chứa Tiền Bối giải thích, chúng tu sĩ phía sau đều lộ ra một sắc thái, sùng bái. Hướng tới, và chỉ trong chốc lát, đám người Dương Phàm tiến vào trong cả lương thành này. Phượng Hy trưởng lão an bài cho Dương Phàm cùng với Hồ Phi tại một nơi khách phòng lịch sự tào nhã, đồng thời phái người đi báo cho tam đại tu sĩ Bắc Tần. Theo sau lại có người tới báo tin, cao tầng tam đại tu sĩ đang thương nghị chuyện quan trọng, đã nhiều ngày rồi không tiếp khách. Hồ Phi nghe thấy như vậy, không khỏi giận dữ. Đúng là đáng giận mà, tam đại tu sĩ hỗn đản này, ngay cả chúng ta đều là không muốn gặp sao? Từ từ đã, có lẽ thực sự là đang thương nghị chuyện quan trọng, không có cách nào khác, thông báo vào bên trong được. Dương Phàm vẫn là chấn định như trước. Phượng Hy lại cười cười xin lỗi. Hai vị xin thứ lỗi, mấy ngày trước nếm mùi thất bại, tổn thất của hai vị đồng đạo Nguyên Anh, cao tầng tam đại tu sĩ vẫn là luôn luôn thương nghị trong mật thất. Không sao, chúng ta cũng không vội mà. Dương Phàm gật đầu. Ta vừa mới tới cả lương thành, cần rất nhiều sự hiểu về thế lực của một chút. Vào lúc ban đêm, một bóng mờ thoáng cái tiến vào. Tham kiến Nghịch Thiên Quân Vương. Người tới là một thanh niên tướng mạo bình thường, quỳ trước mặt của Dương Phàm.
hãy báo cho ta một chút tình huống nơi này. Dương Phạm lại không một chút để ý. Mấy ngày trước, Phong Vô Tuyệt ở trong Tam Đại Tu Sĩ đã bị Hắc Phong Ma Hoàng đánh bị thương, nghe nói tình hình phi thường nghiêm trọng. Trước mắt, liên tục hợp lực mười mấy vị cường giả Nguyên Anh đang nghĩ cách cứu vãn. Thương thế của Phong Vô Tuyệt rốt cuộc là như thế nào? Vậy nhưng mà muốn liên hợp với lực lượng hơn 10 vị cường giả Nguyên Anh để cứu. Sắc mặt của Dương Phạm hơi đổi, cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Phong Vô Tuyệt, niên hiệu là Lăng Tiêu Tiên Kiếm Tiên, là một trong Tam Đại Tu Sĩ của Bắc Tần. Nghe nói, hắn là kiếm tu duy nhất ở trong Tam Đại Tu Sĩ, cũng là lực lượng công kích cường đại nhất. Tình huống có vẻ rất nghiêm trọng. Nghe nói, Hắc Phong Ma Hoàng cũng đã bị công kích của hắn đâm cho bị thương. Chỉ sợ là bị thương không nhẹ. Thanh Điền báo cáo. Vậy còn tin tức gì khác liên quan hay không? Có, hơn nữa lại là có liên quan tới quần vương. Ồ? Ở bên trong của lưng thành này, có một bộ phận tu sĩ đồn đại, chỉ có quần vương là có thể tham chiến ra tay, mới có thể cứu vãn được đại thế của Bắc Tần. Thanh Điền kia lại nói, ở trong mắt lại nhìn về phía Dương Phàm không che giấu được vẻ, sùng bái. Thì cũng là không phải là một người nói như vậy. Dương Phàm phì cười, dường như có một chút không để tâm. Đợi sau khi thành viên ám huyết vương triều lực rời đi, Dương Phàm lại thì thao lẩm bẩm. Tam đại tu sĩ Bắc Tần, bất cứ một người nào đồng dạng là một nhân vật ảnh hưởng vận mệnh chiến tranh. Phong Vô Tuyệt, nhất định, người không thể nào chết được. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại, hồn căn dung nhập vào trong đại địa. Thời gian vài hô hấp, hồn căn ngao du trong toàn bộ đại địa của cổ lương thành. Lấy hồn căn cảm quan dung nhập với đại địa để nắm ở trong tay tình huống đại khái của toàn bộ phạm vi trăm dặm quanh cổ lương thành. Phạm vi 500 dặm, cho dù là Nguyên Anh đại tu sĩ cũng không thể nào có phạm vi cảm quan rộng lớn như vậy. Nhưng mà Dương Phạm lấy hồn căn ngao du đại địa lại làm được, tuy rằng chỉ hiểu đại khái tình huống. Tại khoảnh khắc này, tất cả những cấp bậc Nguyên Anh ở trong cổ lương thành đều sinh ra một tia cảm ứng rất nhỏ. Nhưng mà là bọn họ không thể nào cảm giác ra hồn căn dung nhập cùng với đại địa. Rất nhanh, hồn căn cảm quan của Dương Phàm đã cảm giác tới một nơi, dừng lại. Đây là một mật thất dưới phủ đệ trung tâm của cổ lương thành. Trong mật thất, không khí áp lực, hơn một chục cường giả Nguyên Anh hội tụ. Ở trên bồ đoàn trung ương, một thanh niên tuấn lãng tóc hoa râm, hai tròng mắt lại nhắm chặt, mặt không một chút máu, ngồi xếp bằng. Hơn 10 cường giả Nguyên Anh liên thủ rót pháp lực vào trong cơ thể của hắn. Hồn căn, cảm quan của Dương Phàm vừa mới đụng chạm tới nơi này, hai người ở trong đó, một vị thanh bào lão đạo, một người khác là một lão già bạch sam, đồng thời đã biến sắc, lại quát lên. Ngươi là kẻ nào? Hết chương. Chương 529, Đông kết máu. Toàn bộ cổ lương thành, trong số mấy chục vạn tu sĩ xung quanh có hai nhân vật đỉnh nhất và sừng sững nhất Bắc Tần đã cảm quan được hồn căn. Trong mật thất cấm chế tầng tầng, lão bào bạch sam cùng với thanh bào lão đạo gần như đồng thời quát nhẹ lên. Lão già bạch sam khuôn mặt già nua, trên trán có một nốt ruồi máu quỷ dị, chính là huyết luyện lão tổ. Mặt khác, vị thanh bào lão tổ tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, ánh mắt quắc thước. Trừ huyết luyện lão tổ cùng với Lăng Tiêu Tiên Kiếm Tiên, thân phận của người này cũng là hô hào mà già, chính là một thái thượng tông sư, tam thanh môn, tam thanh, thanh tán nhân. Trong mật thất nho nhỏ này lại không ngờ hội tụ được mười mấy người cường đại cao tầng của Bắc Tần. Bất cứ một người nào ở đây, tu vi nhiều nhất đều là Nguyên Anh trung kỳ. Huyết luyện lão tổ cùng với tam thanh tán nhân sau khi quát nhẹ, lập tức đã triển khai ra thần thức, quét rìa về bốn phía. Mà cố cảm quan kỳ dị từ lúc trước đã biến mất vô ảnh vô tung. Thần thức của hai người này rất cường đại, có thể bao phủ phạm vi 180 dặm, ngay cả dưới nền đất cũng sẽ không bỏ qua, nhưng mà không tìm thấy được bất cứ một nhân vật nào khả nghi. Thậm chí, ngay cả một chút manh mối bọn họ là cũng không tìm được. Trong mật thất, bậc cao Nguyên Anh còn lại đều lộ ra một sắc mặt hoảng sợ. Rất rõ ràng, hai vị Nguyên Anh đại tu sĩ đồng thời đã cảm thấy mình bị nhìn trộm, nhưng mà bọn họ lại không có bất cứ một chút cảm giác nào. Vậy chẳng lẽ chúng ta lại sinh ra ảo giác sao? Nhưng đó là không có khả năng đâu. Trong mắt của huyết luyện lão tổ hiện lên một tia nghi hoặc, rất nhanh lại quyết đoán phủ định. Nếu như chỉ là ảo giác, không có khả năng hai vị đại tu sĩ này đồng thời cùng nhau sinh ra ảo giác giống như nhau. Nhưng là với thần thức Nguyên Anh hậu kỳ của bọn họ, đều là không thể nào thăm dò ra bất cứ một manh mối nào, đích xác làm cho người ta khiếp sợ. Chẳng lẽ tu sĩ này tới cường đại, có thể đánh được thần thức của hai người đại tu sĩ này giả soát ra ngoài? Vũ Đạo Hiếu, ngươi đi ra ngoài điều tra đi.
xem ở trong Cổ Lương Thành này có bị người nào lai lịch không rõ lần vào. Tốt nhất là tra xét nghiêm ngặt tu sĩ mấy ngày gần đây mới tới tiếp viện. Huyết Luyện lão tổ nói với một thân hình cao ngất bên cạnh. Huyết Luyện lão đạo hữu yên tâm, việc này liền hãy giao cho ta đi làm. Nếu như người này có thể nhìn trộm tới mật thất ngầm này, như vậy thì khẳng định hắn ở trong Cổ Lương Thành là một thanh niên mặc giáp. Đây là một thanh niên mặc giáp liền như là vảy cá màu tím, thần sắc lộ ra vẻ cao ngạo. Mặc dù ở trước mặt của hai vị đại tu sĩ, giọng điệu của hắn vẫn có thể thanh lãnh như vậy, thanh âm có lực mà tự tin. Hơn 10 vị cường giả nguyên anh còn lại, lúc ánh mắt rơi xuống người này, ít nhiều có một chút kiêng kỵ. Bóng tím lại thoáng một cái, thanh niên họ Vũ kia biến mất ra khỏi mật thất, thân hình giống như quỷ mị. Huyết Luyện lão tổ cùng với tam thanh tán nhân liếc mắt nhìn nhau, lại gật đầu, yên tâm không ít, tự hồ hết sức coi trọng người này. Mà tại một bên khác, hồn căn cảm quan của Dương Phàm cũng ngay lập tức thu hồi và hòa hợp cùng một thể với đại địa. Khi mà hồn căn cùng với đại địa dung hợp làm một thể, khí tức hoàn toàn đã bị ẩn nấp ở trong khắp đại địa, tuy hai mà một. Dưới tình huống như vậy, ngay cả cường giả cấp bậc tam đại tu sĩ, dưới tình huống thần thức điều tra liên tục cũng là không thể nào phát giác ra sự tồn tại của hồn căn của Dương Phàm. Trong lòng của Dương Phàm cũng là thầm toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi hồn căn của hắn ngao du toàn bộ Cổ Lương Thành, cảm quan đã bao phủ phạm vi 400-500 dặm, cái loại trạng thái nắm ở trong tay thần diệu như vậy khiến cho hắn trong lòng tự tin đã trở nên bành trướng, vậy cho nên khiến cho tam đại tu sĩ đã phát hiện ra hắn. Còn nữa, trong mật thất kia, cấm chế tầng tầng, hồn căn cảm quan của Dương Phàm lại tùy tiện thăm dò, khiến cho Huyết Luyện lão tổ cùng với tam đại tán nhân đã sinh ra cảm ứng. Tuy nhiên, Dương Phàm lại cũng không thể nào bỏ qua được. Lần này, hồn căn của hắn chậm rãi tới gần mật thất, hồn căn cảm quan cũng rất là cẩn thận triển khai, phù hợp với môi trường tứ phía. Nắm ở trong tay sinh mệnh tự nhiên và đại địa, Dương Phàm lại muốn phù hợp với môi trường bốn phía cũng là không phải việc khó. Dưới tình huống cẩn thận, cố ý mà che giấu, cảm quan của Dương Phàm lại bao phủ toàn bộ mật thất ngầm này. Lần này, Huyết Luyện lão tổ cùng với tam thanh tán nhân cũng là không hề có cảm ứng gì, nhưng chỉ là hai người vẫn như cũ, có một chút mất tự nhiên. Dương Phàm lại thông qua cảm quan, xem xét Lăng Tiêu Tiên kiếm môn Phong Vô Tuyệt này ngồi xếp bằng ở trung ương của mật thất. Phong Vô Tuyệt lại nhìn qua là một bộ dạng thanh niên, nhưng mà giờ phút này đầy đầu tóc bạc, khí sắc cực kém, cũng giống như Dương Phàm năm xưa sau khi tán công. Sau khi hiểu biết về tình huống, Dương Phàm chậm rãi thu hồi hồn căn cảm quan để cho hồn căn trở lại trong cơ thể. Sau đó cả một đêm, Dương Phàm lại nhắm mắt tĩnh tu. Ngày hôm sau, Phượng Hy trưởng lão tới gặp Dương Phàm, sắc mặt ngưng trọng nói: "Phàm nhi, tam đại tu sĩ vẫn như trước không có đi ra, nhưng mà có một người triệu kiến người." "Là ai?" Dương Phàm lại mơ hồ từ thần sắc của Phượng Hy trưởng lão bắt giữ được một chút khó xử và lo lắng. Lúc ở riêng, vị mỹ phụ cao quý Phượng Hy này đã dùng từ Phàm Nhi để mà xưng hô với hắn. Dương Phàm lại càng cảm thấy rất tự nhiên. Thứ nhất, Phượng Hy trưởng lão này là sư tôn của Đặng Thi Giao. Thứ hai, mỹ phụ trước mắt này rất có thể là một trong những nữ nhân của phụ thân năm xưa. Bất kể là góc độ nào, Phượng Hy đều là một trưởng bối của Dương Phàm. "Là Vũ Lâm." Phượng Hy nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trong mắt mang theo vài tia thân thiết, lại dặn dò: "Người này không phải là tầm thường đâu, ý đồ tới là không tốt, Phạm Nhi phải cẩn thận ứng đối với hắn." "Vũ Lâm?" Đôi lông mày của Dương Phạm hơi nhướng. Sự tồn tại của Ám Huyết Vương Triều làm cho bọn họ nắm giữ được đại thế của Bắc Tần, rất nhiều tin tức về cường giả Nguyên Anh thành danh hắn đều có thể biết được nhất định. Cái tên Vũ Lâm này ở Bắc Tần có thể nói giống như sấm rền bên tai. Tuy rằng hắn chỉ là vẻn vẹn một tán tù, tân thức bậc cao Nguyên Anh cũng là mới vài trăm năm, nhưng mà ở trong 40 năm gần đây, thanh danh của Vũ Lâm đã rất cường thịnh, lấy thực lực tuyệt cường, chiến thắng mấy người xếp thứ 3 hạng đầu ở trong số Nguyên Anh, lại là 10 cường giả Nguyên Anh, giữ vững danh hiệu đứng đầu 10 cường giả Nguyên Anh Bắc Tần. Thay lời khác, trừ tam đại tu sĩ Bắc Tần thì thực lực cùng với danh vọng của hắn rất cao. Bên ngoài có lời đồn, Vũ Lâm đã từng khiêu chiến với tam thanh tán nhân ở trong tam đại tu sĩ Bắc Tần, cuối cùng là thắng bại như thế nào, không có người nào chứng kiến. Nhưng mà là sau khi chiến đấu, tam thanh tán nhân đã từng tán thưởng hắn: "Người này thực lực không có tầm thường, tương lai sẽ có một ngày hắn có thể trở thành một đại tu sĩ mới của Bắc Tần. Nếu như lại thêm 100 năm nữa, bần đạo có thể không phải là đối thủ của hắn nữa rồi." Từ đó về sau, cái tên Vũ Lâm này giống như mặt trời ban trưa, trở thành thần tượng của phần đông thanh niên tài tuấn ở trên tu tiên giới Bắc Tần. Mà Vũ Lâm lại lấy được một thành tựu như vậy, tu vi của hắn gần tới Nguyên Anh hậu kỳ, mới chỉ là mất vẹn vẹn có 200 năm.
Thời gian 200 năm có thể có được thành tựu như vậy trong ngàn năm gần đây của Bắc Tần cũng khá là hiếm thấy. Vậy ý tứ của hắn là khiến cho ta phải đi gặp hắn? Trong mắt của Dương Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Triệu kiến hắn sao? Một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ không ngờ lại muốn dùng cái loại tư thái kiêu căng này để mà đối xử với hắn. Chuyến này, Dương Phàm tham dự chiến tranh, ngay cả mệnh lệnh của tam đại tu sĩ cũng là không cần thiết phải nghe theo, huống chi là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ triệu kiến. Phàm Nhi, Vũ Lâm này hiện giờ nắm quyền to lớn ở Cổ Lương Thành, dưới tam đại tu sĩ, quyền lực của hắn đúng là lớn nhất. Phượng Hy lại buồn khổ than một tiếng, muốn đi khuyên nhủ Dương Phàm không có nên hành động theo cảm tính mình. Dương Phàm lắc đầu, lại cười với nàng. Phượng trưởng lão chẳng lẽ đã quên mà lời ta từng nói rồi. Tuy rằng ta đáp ứng tham dự chiến đấu đối kháng cùng với tu sĩ Man Di, nhưng mà sẽ không bao giờ nghe theo điều khiển. Hiện tại thì tốt rồi. Một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lại dám lấy tư thế ở trên mà nhìn xuống, triệu kiến hắn sao? Dương Phàm thái độ quyết đoán, không tiếp nhận đối phương triệu kiến. Đúng lúc này, Hồ Phi lại mở cặp mắt ngái ngủ, vừa lúc nghe được hai người đối thoại. Muốn nói chuyện thì cũng phải để cho cái tên Vũ Lâm đó tự mình tới đây mà cầu kiến Dương lão đại mới đúng. Hồ Phi nhảy dựng, mở trừng hai mắt, mãnh liệt bá đạo nói. Được rồi, ta sẽ đi khuyên nhủ với Vũ đạo hữu. Phượng Hy lại cười khổ một tiếng, rời khỏi phòng. Nàng hiểu sâu sắc sự đáng sợ của hai người Dương Phàm và Hồ Phi. Phượng Hy rời đi, sau một lúc lâu sau cũng là không trở lại. Dương lão đại à, nếu như hắn dám tới đây, hãy để cho ta giáo huấn hắn nhé. Hồ Phi lại xoa xoa tay, đôi mắt giống như là một kẻ trộm sáng ngời, vẻ hưng phấn. Cái tên Vũ Lâm kia nghe qua dường như lại rất lợi hại, nếu như có thể lại đây cùng nhau mà luận bàn, vậy thì cũng không tồi nhỉ. Dương Phàm lại cười cười, ý niệm khẽ động, bên cạnh xuất hiện thêm một vị tiên tử mặc cung trang dung nhan tuyệt mỹ, khí chất đoan trang thoát tục. Chủ nhân, rốt cuộc đã chịu cho ta ra hít thở không khí rồi. Huyễn Linh tiên tử lại nhận miệng cười, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Dương Phàm, phảng phất có một chút u oán. Ê? Hồ Phi hoảng sợ, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Người là ai? Đây là thị thiếp của ta, Huyễn Linh đạo hữu. Dương Phàm lại giới thiệu, khiến cho Hồ Phi thu hồi địch ý, liếc mắt nhìn nàng ta một cái, lại lười biếng. Thoạt nhìn thì như là bình hoa, khẳng định là không có bao nhiêu sức chiến đấu nhỉ. Huyễn Linh tiên tử nghe thấy như vậy, mày lại khẽ nhíu, cảm nhận được khí tức cường đại trên người của Hồ Phi, cũng có một chút run run. Ngươi là đang nói gì? Dương Phàm lại trừng mắt, liếc hắn một cái. Ê, thì cũng chẳng có gì, ta nói vị tỷ này giống như là tiên tử. Hồ Phi lập tức lại tùy cơ ứng biến. Mấy chục năm này, hắn cùng với những tên du côn ở Vũ Liễu Trấn lăn lộn, mưa dầm thấm đất, ít nhiều là lây dính một chút tật xấu. Huyễn Linh tiên tử lại che miệng cười khẽ, vội vàng bưng bát nước cho Dương Phàm cùng với Hồ Phi. Sau đó, nàng lại đi tới bên cạnh Dương Phàm, nhu thuận đấm lưng cho hắn. Lúc trước, từ La Sơn Quốc trở về Ngư Dương, Huyễn Linh tiên tử đã trở thành thị thiếp đã được 4-50 năm. Trong thời gian này, đại bộ phận Dương Phàm đều bế quan tu luyện, còn nàng ta thì ở trong thiên hồng không gian trợ giúp với Dương Phàm chăn nuôi phệ hồn thiên độc hạt. Ngẫu nhiên, Dương Phàm cùng với nàng ta cho đi ra ngoài một chút hít thở khí trời. Trừ việc không có tự do, cô đơn một chút, Huyễn Linh tiên tử này hết thảy đều tốt. Từ sau lần đó tại La Sơn Quốc, thời gian đã 50 năm, Dương Phàm đều là không từng đụng chạm tới thân thể của nàng, cũng là không phải hạng người trầm mê nữ sắc như trong tưởng tượng. Trong thời gian này, Dương Phàm vẫn còn ban cho nàng một số linh đan cực phẩm, tu vi tăng lên rất nhanh, mắt thời đã gần tới Nguyên Anh trung kỳ. Chính Dương Phàm lại hưởng thụ Huyễn Linh tiên tử mềm mại bóp vai đấm lưng, bên ngoài đột nhiên lại truyền tới một cỗ khí tức cực kỳ không hài hòa. Tránh ra! Một giọng nói bằng lãnh, ngạo nghễ truyền tới. Sau đó là một nam tử xa lạ xông vào. Phía sau hắn là có một lão già hoa giáp, một lão già đầu bạc. Nam tử xa lạ này ngạo nghễ đứng thẳng. Một đầu tóc bạc không gió tự bay, mặc giáp liền như là vảy cá màu tím, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Chỉ là ở trên mặt của nam tử tóc bạc này có vài phần kiêu căng, trong mắt lộ ra vài tia tức giận. Người nào tự tiện mà xông tới? Hồ Phi lại mặt đầy địch ý, thân hình lại chợt lóe ra, ngăn cản ba người này ở bên ngoài cửa. Tại hạ là Vũ Lâm. Nam tử tóc bạc phóng ra một cú lạnh lẽo đến tận xương, ánh mắt lạnh lùng đảo qua vài người, chỉ là ánh mắt dừng ở trên mặt của Huyễn Linh tiên tử một lúc, hiện lên một tia dị sắc. Dứt lời, quanh thân của hắn một dòng nước lạnh, huyết trắng quanh quẩn, khí đồng lạnh thấu xương, đồng lạnh Hồ Phi run lên. Hắn nhắm thẳng về phía bên trong sông tới, lão già hoa giáp và lão già đầu bạc theo sát phía sau, vẻ mặt căm thù. Cùng lúc đó,
Thần thức cảm quan của Dương Phàm bắt giữ hết tứ phía phòng khách này, đã sớm mai phục 3-4 bậc cao nguyên anh, trong mắt lóe ra tinh quang. Tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn có phải không? Hồ Phi nổi giận, đương đầu với một trưởng, bổ về phía Vũ Lâm. Vũ Lâm hừ lạnh, khí đông lạnh màu trắng dày đặc ở trong lòng bàn tay tràn ra, giao kích với Hồ Phi tại một chỗ. Vũ Lâm bị đánh bay, mặt lộ ra vẻ kinh dị, mà Hồ Phi thân thể lại cứng ngắc, máu toàn người đông lại, giống như là một pho tượng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hết chương. Hết tập 116, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.